Giới thiệu với các bạn cảo cơ khí hai cháu loại 3-in-1. Đây là cái loại rất là đặc biệt của hãng Elora. Model của cái này là 173S, sản xuất 100% tại Đức, được làm từ thép hợp kim cao cấp, tôi luyện ở áp lực rất là cao, khả năng chịu lực moment xoắn của nó rất là tốt. Điểm đặc biệt của cái cảo này là nó tích hợp 3 cái cảo trong một cái cảo. Nó có 3 cái độ mở ngầm khác nhau. Độ mở ngầm thứ nhất là cái này 100mm, cái thứ hai là 200mm, và cái có độ mở ngầm lớn nhất là cái này 250mm. Tầm với của cái này là tới 130mm. Tầm với của cái tay cảo á, hành trình của nó á, là 130mm. Cảo này có trọng lượng là 3,3 kg. Các bạn nhìn sát vào cái chân cảo nè. Cái chân cảo, cái máu cảo của nó rất là mỏng. Cái phần thép được làm cái chân cảo này là một loại thép siêu cứng. Thép này là thép siêu cứng luôn, có khả năng chống gãy và chống mài mòn rất là cao. Cái máu cảo này nó rất là mỏng, thì khi chúng ta thao tác cạo những cái chi tiết nằm ở trong các khe hẹp thì chúng ta sẽ luồn lách vào nó rất là dễ. Đó, máu cảo nè. Đây là phần vai cảo. Nhìn ngang như thế này chúng ta sẽ thấy cái vai cảo nó có hai cái rãnh như thế này để cái chân cảo nó bấu vào ở cái rãnh này, cố định cái chân cảo lại. Thì cố định chân cảo bằng cách là siết những cái con ốc, những con bu lông này. Khi chúng ta sử dụng, chúng ta có thể tháo những con bu lông này ra để dùng một lần một cái thôi. Đó. Khi sử dụng, chúng ta có thể tháo hai cái ngoài ra được, rồi sử dụng một cái trong, hoặc là sử dụng một cái ngoài tháo hai cái trong bỏ ra. Đó, tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người, cách sử dụng của mỗi người. Ngay cái đầu ti này nó có cái viên bi nè. Đó. Chức năng của cái viên bi này là để khi chúng ta xoay cái ti cảo á, chúng ta vặn cái ti cảo thì nó sẽ giảm cái lực ma sát với cái đầu trục. Chúng ta vặn cái ti cảo nó nhanh hơn, dễ hơn. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp với cờ lê hoặc là mỏ lết để vặn ngay cái đầu lục lăng này nè. Hoặc là dùng cần tự động cũng được. Dùng cần tự động thì nó sẽ nhanh hơn.